theo bóng mặt trời với những cái điểm hoàng hôn view biển xịn sò để ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc. Thì các bạn đi du lịch thì các bạn đã biết đến rất nhiều những cái địa điểm như là Ocean Beach Bar Club hay là Rock Sunset Island Bar, hoặc là chúng ta hay biết đến chuồn chuồn cà phê hay còn gọi là chuồn chuồn Bistro and Sky Bar, hoặc là khu Sunset Serrano Beach Club ở trên Bãi Trường. Thì rất nhiều những cái điểm đón hoàng hôn rất là đẹp, ở đó thì có bán đồ ăn và thực phẩm đi kèm. Nhưng mình sẽ không nói quá nhiều đến những cái điểm đó vì đã có rất nhiều những các bạn nói rồi. Mình sẽ nói đến một cái điểm mới mà trước đây các bạn đến với Phú Quốc thì những cái bạn mà đi du lịch chỉ 2-3 hôm thì các bạn sẽ không thể biết được những cái điểm đến như mình giới thiệu trong clip này. Chúng ta có một cái vị trí nhìn toàn bộ bãi biển Bãi Đất Đỏ của Sun Group đã được quy hoạch, và toàn bộ cái phía bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Ở đây thì với cái khung cảnh tàu thuyền neo đậu rất là đẹp. Và bây giờ thì đang là cái mùa biển động của cái khu vực bờ Đông, thành ra là khu vực bờ Tây này thì sóng rất là dịu. Và cũng đến cái mùa du lịch rồi thì cái mùa bờ Tây này sóng rất dịu, và những cái chuyến tàu thuyền của cư dân đánh cá hoặc là những cái chuyến tàu du lịch thì họ đều neo đậu ở cái phía bờ Tây này. Và chúng ta đang có mặt tại nhà hàng Bãi Đất Đỏ, một trong những địa chỉ mình hay ra đây để ăn trưa cùng với bạn bè vào những cái dịp mà chúng ta nhậu nhẹt thì hay ra đây, hoặc là ăn trưa cùng khách hàng chúng ta cũng thể đưa ra đây để khách hàng có thể trải nghiệm thêm. Ở đây thì cái nhà hàng nó không quá là sang trọng và nó cực kỳ là bình dân, nhưng chúng ta có một cái khung cảnh biển rất là thơ mộng và đẹp. Ở đây thì các bạn buổi chiều khoảng 4-5 giờ chiều thì ở đây cũng là một cái điểm đón hoàng hôn cực kỳ đẹp. Trong này thì chúng ta có hệ thống những cái chòi, chính xác nó là chòi lợp mái bằng xi măng cốt thép, là bằng mái bro. Thì nó sẽ hơi nóng, nhưng mà cái vị trí mà chúng ta ăn trưa ở đây thì nó cực kỳ thoáng. Cái chất liệu như vậy thôi, nhưng xung quanh là rừng bao phủ, rồi bên cạnh nó là cái biển, hệ thống gành đá, rồi sóng biển, gió biển rất là mát. Và ở đây thì cái nhà hàng hoàng hôn này là một trong những cái điểm mình đánh giá là đẹp nhất tại cái khu vực Bãi Đất Đỏ mà chúng ta có thể sử dụng dịch vụ ăn trưa ở đây. Ngoài ra thì trong clip này thì mình cũng nói thêm về những khung cảnh tự nhiên, cũng như là một phần cái quy hoạch về dự án 83 hectare Bãi Đất Đỏ, khu hỗn hợp thương mại dịch vụ. Thì đây là những cái hình ảnh về một cái góc rất nhỏ tại Bãi Đất Đỏ, và bây giờ nó khoảng 12 giờ trưa. Thì các bạn có thể nhìn thấy hệ thống gành đá ở dưới này, những cái hòn đá phía dưới cực kỳ đẹp, và cái nước biển trong xanh. Buổi chiều thì vào cái mùa du lịch này chúng ta tắm biển ở khu vực bờ Tây này thì nó sẽ khá là ấm áp và sóng nó khá dịu. Trừ những ngày biển động thì mình không nói, nhưng mà hiện tại nó đang là cái mùa tắm biển cực kỳ đẹp ở bờ Tây. Chúng ta có những cái con sóng nhẹ nhàng với cái làn nước xanh ngọc bích và những cái khung cảnh rất là hữu tình. Nam Phú Quốc tiếp tục đón một cái dự án khủng của tập đoàn Sun Group mang tên khu hỗn hợp thương mại dịch vụ Bãi Đất Đỏ, hay còn gọi là dự án 83 hectare Bãi Đất Đỏ. Với sự xuất hiện của tập đoàn Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc thì đã mang lại những cái sự thay đổi lớn cho toàn bộ Nam đảo Phú Quốc, và góp phần giúp Nam Phú Quốc ghi tên mình vào những cái địa điểm du lịch được yêu thích nhất Việt Nam. Và những lý do mà Sun Group lựa chọn Nam đảo Phú Quốc để đặt chân thì mình tin tưởng vào cái sự lựa chọn của Sun Group, vì họ luôn luôn lựa chọn được những cái vị trí đẹp nhất của thành phố, của tỉnh, của khu vực mà họ đến. Họ luôn tìm được những cái vị trí đẹp nhất để đặt những cái dự án, những cái công trình kiệt tác. Tại vì như câu chuyện mà Sun Group đã chia sẻ, đấy là họ bức tượng David thì làm từ một cái tảng đá Marvel rất là đẹp, và ít người nhìn thấy. Thì để tạo lên được những cái sản phẩm đẹp thì đầu tiên nó chính là chất liệu làm nên sản phẩm, chất liệu làm nên bất động sản, đấy chính là vị trí bất động sản. Và mới đây thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã có một cái văn bản chấp thuận cho tập đoàn Sun Group đầu tư Dự án 83 ha tại Bãi Đất Đỏ, thị trấn An Thới. Quần thể dự án bao gồm quảng trường biển, phố đi bộ, chợ đêm, khu hỗn hợp, du lịch nghỉ dưỡng. Và dự án này thì với cái mục tiêu đầu tư là đầu tư xây dựng quảng trường biển, phục vụ cho những cái lợi ích công cộng cho người dân, cho du khách tham quan, xây dựng các cái khu hỗn hợp du lịch nghỉ dưỡng với các cái chức năng như khách sạn, nhà hàng, phố đi bộ và chợ đêm. Và quy mô dự án là 83,45 ha, trong đó cái tổng vốn đầu tư khoảng 4.850 tỷ đồng. Hình thức đầu tư thì chủ đầu tư sẽ đầu tư trực tiếp, đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác dự án. Tiến độ thực hiện thì trong vòng khoảng 5 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương. Và ngày được chấp thuận chủ trương đấy là cái ngày 29 tháng 5 năm 2020. Và trên báo đài thì cũng đã đưa rất là nhiều rồi, anh chị có thể tham khảo được ở trên thông tin trên mạng thêm. Và ngoài ra thì trong cái quy hoạch của Bãi Đất Đỏ thì mình được biết là chủ yếu sẽ là những cái khu thấp tầng, sẽ có những đan xen những cái mô hình biệt thự nghỉ dưỡng cũng như là những cái khu biệt thự để ở siêu sang. Tại vì một cái khung cảnh quá đẹp như vậy thì chủ đầu tư Sun Group sẽ hướng đến những cái những cái tệp khách hàng cao cấp, những cái giá trị cốt lõi, những cái khách hàng có điều kiện và có khả năng sẵn sàng chi trả cho những cái sản phẩm bất động sản ở những cái vị trí đẳng cấp và khác biệt, những vị trí rất là đặc biệt. Và Bãi Đất Đỏ ngoài ra thì cũng sẽ được quy hoạch làm khu vực cầu cảng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cảng. Vị trí mình đang ngồi, khu vực nhà hàng này thì đã nằm trong quy hoạch rồi, và sau này thì mình nghĩ sẽ làm cầu cảng ở khu vực này đi ra phía ngoài. Thì cái nước ở khu vực này đi ra phía ngoài nó khá là sâu. Và ngoài ra thì cái Bãi Đất Đỏ là một cái bãi biển cực kỳ thoải, và nó sẽ có chiều dài khoảng 1,1 đến khoảng 1,3 km. Thì biển Bãi Đất Đỏ là một trong những cái bãi biển rất là đẹp và đón hoàng hôn trên biển. Tại đây thì các bạn nó cũng tương tự như những khung cảnh bãi biển như bãi Ông Lang hoặc là bãi Trường, nhưng mình thấy nó sẽ đẹp hơn vì nó là một cái bãi biển mà được bao bọc bởi hai cái đầu mũi là mũi Ông Bốn và mũi Đất Đỏ. Ngoài ra thì Sun Group trong cái thời gian tới đây thì chủ đầu tư Sun Group sẽ chuẩn bị cho ra mắt cái dự án Hillside Địa Trung Hải. Đấy là một dự án về căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu lâu dài đất ở đô thị, một cái loại hình khá là mới trên thị trường. Nếu mà mới thì nghe cái tên thì mới, còn thực tế thì nó đơn giản các anh chị có thể hiểu được. Đó chính là các cái căn hộ chung cư và vừa làm du lịch vừa kết hợp để ở tại đảo ngọc Phú Quốc. Nó cũng là cái mô hình đầu tiên được sở hữu lâu dài tại đảo ngọc Phú Quốc. Chủ đầu tư Sun Group họ sẽ xây 8 tòa và mỗi tòa sẽ cao khoảng 18 tầng. Đấy là những cái thông tin mà mình được biết. Ngoài ra thì chủ đầu tư hiện tại cũng có cái lịch trình chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm vào khoảng quý 1 năm 2021. Và cái việc nhận cọc thiện chí đã bắt đầu diễn ra. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những căn hộ Hillside Địa Trung Hải thì vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được thêm thông tin tư vấn cũng như là những cái thông tin cập nhật từ chủ đầu tư Sun Group. Ngoài ra thì hiện tại Bãi Đất Đỏ, kế bên Bãi Đất Đỏ chúng ta có dự án Shophouse Địa Trung Hải, là một trong những cái dự án rất là đẹp và một trong những cái nơi mà đón hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Đấy là cái chia sẻ của khách hàng của mình. Có giá trị thương mại rất là cao, và anh chị cũng có thể đầu tư để kinh doanh các cái mô hình lưu trú, dịch vụ nhà hàng hoặc là trưng bày showroom vân vân. Và đây là những cái hình ảnh đẹp nhất về Bãi Đất Đỏ từ cái nhà hàng hoàng hôn mà bọn mình hay thường ra đây ăn và kiểu trải nghiệm những cái không gian, những cái hơi thở của biển. Nếu mà mình lựa chọn cái nhà hàng ở cái khu vực Bãi Đất Đỏ ở phía kia thì nắng nó chiếu vào thì khá là nắng, và ở đó thì nó sẽ không đẹp bằng ở đây. Ở đây thì chúng ta có cái gió đông nam nó thổi, nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Bên kia là tây chiếu vào sẽ hơi nắng. Ở đây thì khi các bạn đến thì các bạn sẽ cảm giác rất là thư thái, rất là dân dã, rất là đơn giản nhưng cực kỳ là có giá trị. về cái tinh thần. Tại sao mình nói có giá trị về tinh thần? Vì chúng ta nghe thấy những cái con sóng biển đập vào những cái vách đá rất là nhẹ nhàng. Bên cạnh đó chúng ta có cái không gian mở, toàn bộ cái mặt biển Bãi Đất Đỏ rất là đẹp. Và cái khu vực hoàng hôn này thì nó nằm trên một cái sườn đồi, thành ra là chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ có một cái cảm nhận gì đó nó ở một cái không gian khá là cao và nhìn được toàn cảnh ở phía dưới, nhìn thấy bãi biển đẹp, nhìn thấy những cái con sóng, nghe thấy những cái nhịp thở của biển. Thì đấy là một cái cảm giác rất là tuyệt vời mà chị ăn trưa ở đây. Hoặc là những khách hàng mà chúng ta, nếu chúng ta không có yêu cầu quá cao, quá khắt khe về cái vấn đề về ăn uống, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn nhà hàng hoặc quán hoàng hôn để chúng ta trải nghiệm. Và đặc biệt nhất đấy chính là cái hơi thở của biển mà mình cảm nhận được khi mà mình ăn uống ở đây. Chúng ta có tiếng chim, chúng ta có những cái không gian biển cả cực kỳ đẹp. Và trên hành trình đi vào cái nhà hàng hoàng hôn đấy thì chúng ta sẽ đi trên những cái cung đường nó rất là sóc. Nó chính là cung đường Bãi Đất Đỏ, và đất nó màu đỏ và nó hiện tại nó vẫn là một con đường đất. Thì sau khi đi ăn thì chúng ta đi về, như mình là mình đang sẽ đi về. Thì đây là Bãi Đất Đỏ, và nhìn sang bên kia thì chúng ta sẽ đón hoàng hôn trên biển vào mỗi buổi chiều. Ở đây thì có những cái dặng thông, những cái dặng phi lao rất là đẹp. Và Bãi Đất Đỏ là một trong những cái vị trí bất động sản tiếp theo, tiếp nối hệ sinh thái của Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. Và dự kiến trong 5 năm tới đây thì Sun Group sẽ tiếp tục biến Bãi Đất Đỏ thành một trong những cái tâm điểm du lịch tại Nam đảo Phú Quốc, với những cái công trình điểm nhấn, những công trình biểu tượng và những cái dự án mang tính đột phá trên thị trường. Hiện tại thì cái xu hướng đầu tư chúng ta đang thay đổi về quan niệm đầu tư sở hữu tư nhân. Thay vì cùng một cộng đồng, chúng ta sẽ hình thành nên một cái hệ sinh thái cực kỳ giá trị, không đóng góp riêng cho một chủ đầu tư nào, mà chúng ta xây dựng chính cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Và ở đây thì vẫn còn những khung cảnh, những cái lưới phơi cá của người dân ở đây. Dân ở đây họ vẫn đang rất là nhiều, và dân chủ yếu là đánh biển, đánh bắt cá ngoài biển, và họ phơi cá ở đây. Phơi cá khô, cá cơm, các thứ họ đều phơi ở đây hết. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về các cái dự án bất động sản của Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc, về biệt thự nghỉ dưỡng, về shop house thương mại, về nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, về căn hộ du lịch, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những thông tin mới nhất về dự án, cũng như là mời anh chị trải nghiệm những hành trình tại Nam đảo Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị tại Phú Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.